bình thường thì món bánh rip sầu riêng hoặc là bánh sầu riêng ngàn lớp thì ai cũng biết rồi nè nhưng hôm nay hùng sẽ đi làm món bánh chuối ngàn lớp nha đầu tiên thì mình đi được pha cái vỏ bánh trước thì nguyên liệu hùng có ghi sẵn trên clip rồi đó các bạn xem qua nha khi cái vỏ bánh mình pha xong thì mình để cho nó nghỉ một xíu tiếp đến thì mình đi làm cái nhân bánh này các bạn nguyên liệu làm nhân bánh hùng cũng có ghi luôn rồi đó bây giờ cái nhân này nè mình xoay cho nó nhuyễn lên sau khi mà nó nhuyễn lên hết á bắt đầu mình bắt lên bếp mình sên cho nó chín nha trong cái lúc sên nó hùng có bỏ vô một ít chuối mà hùng sắc hạt lựu á hùng sên chung luôn khi mà mình sên cái nhân bánh xong thì tiếp đến mình đi chán cái vỏ bánh thôi mình quét một lớp dầu hoặc là một lớp bơ lên cái chảo nóng nè sau đó mình đổ bột vô rồi mình tráng cái phần vỏ bánh nha cái công đoạn này làm lâu nhất luôn á các bạn à tiếp đến mình làm thêm một cái sốt bơ phô mai nữa nha để một hồi mình quét chung với cái nhân chuối của mình á cho cái bánh của mình nó ngon và nó béo hơn nữa đó các bạn Xong rồi nè, bây giờ bắt đầu mình đi gói bánh nha. Cứ một lớp vỏ bánh thì các bạn cho vô một lớp nhân chuối, một lớp bơ phô mai và chồng lên một lớp vỏ bánh. Các bạn cứ làm liên tục như vậy nha. Nó bánh ngàn lớp mà làm gì làm nổi ngàn lớp. Làm mấy chục lớp là thấy mệt luôn rồi đó. Và cuối cùng thì Hùng cũng đã hoàn thành xong cái bánh chuối ngàn lớp rồi nè. Bánh rất là mềm và thơm đặc trưng mùi chuối luôn đó. Các bạn muốn ngon thì hãy bỏ tủ lạnh trước khi ăn nha. Nhớ bấm follow để xem thêm nhiều clip mới nhất của mình nha.